Chào bác Cầm Năm Nguyễn. nay thì theo họ tính toán là trên nước Mỹ sẽ số Chào người tất mà cả cho nhà những nhé, cái vào tên đây đó chơi đây mua mọi bán người kia ơi. ra cho nhau đó Vào đây là cà tầm phê cà mấy tầm pháo tầm này. mấy million dollar một cặp Bàn là chuyện sao? à, cái gì ạ? Ăn ăn bánh chưng Tính ra năm nay là nó nói lớn chuyện thế hơn mọi giới. năm rồi là 5%. Ai có cái mọi người có khỏe không? Dạ, tại vì Tình năm nay người hình ta cô thuê nó đi, người ta không có con đi vịt chơi, làm người ta sao không có đi rồi? ăn ở ngoài nhiều cái Đây kia, bên cho nên Mỹ tới bây nó giờ đi. đang Thì nói đại gia là người ta mua quà tặng cho nhau cho đáng, đi cho vào nên người ta shop làm mà như vậy. không mang khẩu trang ấy là bị phạt này. Ok, đó là của đài họ báo cho mình biết về cái chuyện Còn là anh sau khi Trump nữa, của những cái anh chị bác Biden cuồng hiện tại Trump thì đâu sao rồi? vậy? Còn Chui đây vào là tên đây. của đài họ À, báo cho nó biết chui vào cái nó chuyện chửi hiện mình. tại hiện giờ đang xảy ra trên nước Mỹ, đó là nạn Đồ đói ở trên nước điên, Mỹ rất là nhiều. sang đây mấy chục Đây là năm của rồi, đài chính ABC trị News, chính họ nói em rằng mấy chuyện bầu cử nó vài năm nó một lần loạn lên, xong dạ, nó còn nói rất là người nhiều nó nói người là họ đang đợi ở ngay. chào cả nhà nhá, mình lên mạng mình xem mấy cái Việt Nam mới ngủ dậy nè em. Đúng rồi, Việt Nam bây giờ mới có 7-8 giờ phải không? Bên này chuẩn bị ăn trưa rồi mà mình bây giờ mới dậy là muộn rồi đấy mọi người. Ngồi đây ăn buồn quá, không biết làm gì. Nên nên nói chuyện với mọi người cho vui. Bên này xem có thằng nào nó nhảy vào đây nó chửi mình không? Quán toàn xếp hàng đâu đây. Hello Tuấn Đinh Quang à. Đồng chí Trump chấp nhận thua rồi hả? À, em thua là cái chắc rồi, ngay từ chưa chưa biểu chưa cái gì bầu cử ông ấy đã biết ông thua rồi, cho nên ông đã đánh phủ đầu người ta. Ông đã nói là bầu cử gian lận. Ông ấy là tổng thống, ông là một người cao nhất cái đất nước Mỹ đó, mà ông lại nói người ta là ông lại để quyền cho người ta để gian lận là như thế nào mình chẳng hiểu gì cả, đúng không? Xong rồi lên mấy người Việt Nam là ôi giời ơi fake news rồi cái gì tin giả rồi này kia các thứ rồi Trump chuẩn bị kiện rồi, nghe toàn nghe cái thằng Ngụy Vũ nó nói, cái thằng đài kinh thế đấy, The King. The King thì có phải là kinh thế không, đọc ngược lại là kinh thế. Xong rồi mình chỉ thằng nào nó làm tổng thống kệ bà nó thôi, nhưng mà mình khoái nhìn mấy cái đứa cuồng Trump ấy. Rồi á, mẹ tiên sư một chữ bè làm đôi không biết mà bày đặt chính trị chính em ở bên Mỹ. Rồi nói là ông này không tốt ông kia không tốt rồi người này gian lận người kia gian lận, bản thân chúng nó sang lên tự do chúng cũng còn gian lận đấy, chúng nó nói gì Việt Nam nữa hả? Bây giờ chúng mày có phải tự vào mồm chúng mày không? Ngu thì thôi. Cái bọn cuồng Trump mà cái bọn bắt que xỏ lá đấy. Tội nghiệp ông Trump làm tới tổng thống mà vẫn bị oan hả? Ừ đúng rồi đấy, cái bọn luật sư Bùi Kim Thành đâu ra ra để cái gì nhỉ, lấy lại chức quyền cho tổng thống thì tổng thống đang bị oan kìa đó. Khổ. Thằng nào làm tổng thống kệ cha nhà chúng nó, nhưng mà mình khoái nhìn cái bọn ấy xem cái bọn ấy nó nói gì, ngay ngay chưa bầu cử ấy, đang chuẩn dục dịch bầu cử ấy, ở bên Úc này người ta đã bán xổ số rồi, một ăn 7 cho Trump rồi, ai ai mua Trump ấy là được 7 đồng, mua một đồng được 7 đồng, thế là đã hiểu rồi đúng không? Cái bọn nó bán xổ số nó phải hiểu biết về chính trị nhiều, nó phải phân tích rồi nó phải này kia chứ không nó sạt nghiệp chết bà nữa đúng không? Cho nên là mấy người ôi giời ơi làm như là cái còn cái thằng Ngụy Vũ lên trên ngồi nói mình vừa mới xem để xem nó nói cái gì,
mình thử vào mình xem cái đài của nó, xem nó nói cái gì, nào là tam giác vàng cái gì, ôi dồi ôi, mình không biết cái thằng cha đấy nó làm cái gì, nhưng mà cái thằng đấy nó từ xưa đến nay là đi vào cái ngành cộng đồng đấy để nói nào cái gì, đi vào hang động của thế nực ngầm rồi cái gì, à, lật đổ chôm hay chôm lật đổ, à, Obama tuyên bố sẽ gửi Navy SEAL take over tòa Bạch Ốc. Ôi giời ơi, Obama người ta làm tổng thống rồi, bây giờ làm sao người ta gửi gửi cái gì? Ô, cái thằng điên này lên đấy nói mà nhiều người nghe nó lắm, rồi ôi toàn nghe cho rằng cái đài Nguyễn Vũ là mới là không phải là đài đều, còn đâu tất cả những đài Mỹ thì kia các thứ là fake news hết, là tin giả hết, chỉ có thằng Nguyễn Vũ mấy cái bọn bọn Nguyễn Vũ bọn cuồng châm á. Cho nên mình mới thấy là người Việt ở bên này nhiều người ấy, người ta chỉ thích thích nghe những cái gì người ta muốn nghe thôi, còn người ta không cần biết, không cần phân tích, không cần suy nghĩ, không cần cái nghĩ cái gì hết, người ta chỉ thích là ồ, người ta theo cái đảng này là chỉ thích nghe là nói về cái đảng này tốt thôi, chứ còn những cái gì mà người ta phân tích, người ta trái chiều với những cái đấy thì là họ không thích nghe, họ cho những cái đấy là đều là không đúng, là fake news rồi. À, những cái người đấy rồi bắt đầu người ta lôi họ hàng hăng hốc gốc dễ ra nó chửi đó, đó là cái dân Việt Nam mình đấy. Ừ. Sống ở bên này ngoài hàng mấy chục năm trời rồi, đi bầu cử vài năm lại một lần đi bầu cử đúng không, à, những cái đảng này đảng kia nó tươi cười nó ra nó đứng dàn hai bên ra, những cái người như mình ở Úc này này đi bầu cử là bắt buộc, không đi bầu cử là bị phạt đó, cứ đến 18 tuổi là phải đăng ký đi bầu cử, mà không đi bầu cử nó phạt. Khi mà ra bầu cử ấy thì nó hai mấy cái đảng mấy cái người của đảng bên đấy nó dàn hàng ngang ra, nó ra hai bên nó đứng nó chào mình, nó cười toét toét ra, xong rồi nó bảo mình á, nó mới giải thích cái đảng của tôi tốt như thế này như này này, bầu cử cho tôi này, đâu có thằng nào cầm cờ ra để đánh nhau như cái dân Việt Nam mình đâu. Mẹ xưa sang đây làm quê cái dân Việt Nam chả ra làm sao cả. Mẹ, xin lỗi các ông các bà, các ông các bà có biết được cái những cái người ấy, có khi sờ peo cái tên của người ta cũng chưa chưa được nữa, còn bày đặt chính trị với chính em. Ở Việt Nam kia, ví dụ như là mình hiểu biết về tiếng Việt, mình hiểu biết về cái này cái kia, mình còn cãi được. Bên này chữ một chữ bẻ làm đôi không biết, bày đặt, ô sư khỉ cầm cờ ra bên nọ đánh bên kia, chửi bên kia, nó có phải lũ điên không? Cuồng thì nó cũng cuồng vừa vừa đấy, mình cũng phải biết phân tích, mình cũng phải biết suy nghĩ, mình cũng phải biết tìm hiểu, không biết thì hỏi con hỏi cái đúng không, rồi ngồi mà nghe để mà cái đó cũng là một cái cách để cho mình học hỏi, mình suy nghĩ này kia các thứ. Chứ cầm cờ ra rồi rồi à, bên này chửi bên kia là cái thằng à, cái gì chửi ông Biden là cái thằng nọ thằng kia, xong bắt đầu à, mình lên Facebook mình xem là nó đưa ông ấy nó chụp những cái hình ra là nó ôm ông Joe Biden, ông ấy ôm trẻ con rồi ôm người này người kia, ông ấy hôn rồi ông ôm ấp rồi. Nó lại xuyên tạc, nó bảo giống như Hồ Chí Minh, cái mà mẹ nhà chúng mày hả? Sống ở bên đấy không biết cái gì à? Người ta cái văn hóa của người ta gặp nhau là ôm nhau hay là cái gì để cái coi cái chuyện đấy là bình thường, nhưng mà chúng nó không phải như thế, chúng nó luôn luôn chúng nó đi sâu vào trong quần của người ta để chúng nó xuyên tạc đúng không? Như mình
chơi ở mình sống ở đây này, ví dụ như người Tây người này người kia mà những cái văn hóa của người ta như thế, gặp nhau oh Lisa, hi, how are you, chúng nó không nghĩ như thế, chúng nó sống ở bên này mà chúng nó ngu lắm. Thế nên người ta ôm nhau là chúng nó đi sâu vào trong quần người ta để nó xuyên tạc rồi. Thế mới tại chứ. Hả? Xong rồi nghĩ ra toán bậy bạ, xong rồi chửi cái kiểu chính trị kiểu gì mà đi đi chửi cái đảng này đảng kia, thế mà đòi kêu gọi dân Việt Nam mình đa đảng đi. Đa đảng mới 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 cái gì? Công bằng mấy này cái gì đấy công bằng đấy, bây giờ đấy chúng mày á đang loạn xì ngầu lên, chúng mày bảo là gian lận rồi này kia các thứ đấy, đa đảng đấy, nhìn thấy chưa, đánh nhau loạn xì bằng ngầu lên. Anh Trump anh đang tiếc anh không muốn ra khỏi cái tòa Bạch Ốc đấy, không nhận thua cũng phải thua chứ, cái sự thật nó là như thế. Đây ông Trump ông là một cái người to nhất ở cái đất Mỹ đấy bây giờ đúng không, mà suốt ngày nói người ta gian lận. Tại sao mình không làm những cái, nếu mình là một cái người to nhất thì mình phải tìm cách nào để không cho người ta gian lận. Thế đếm phiếu chỉ có một bên của Joe Biden đếm thôi à, xong mở chứ đi kiện để quả lấy Biden đi tù như thế nào, gọi là tù ở Mỹ các ông các bà có hiểu cái luật không hả? Bây giờ gian lận thì phải bắt cái thằng gian lận, bắt được có cái bằng chứng là cái thằng nào nó gian lận, nó gian lận như thế nào, bắt cái thằng đấy, bắt cái thằng đấy xong rồi muốn đổ tội cho ông Joe Biden thì cũng phải có lý do, có bằng chứng là ông Biden ông liên lạc với cái ông ấy live stream ông nói cái thằng đấy là mày phải gian lận nữa, mày phải bầu phiếu cho tao nhá, thì mới gọi là bằng chứng. Bây giờ cho dù cho có đếm sai có đếm như thế nào đi chăng nữa, cái bọn đấy nó làm sai, nó có làm không đúng đi chăng nữa thì cũng bắt cái bọn đấy đi, bằng chứng đâu, cứ suốt ngày lên đây nói ôi ơi fake news rồi gian lận rồi Joe Biden là cái thằng cái gì đa đảng cái kiểu gì vậy hả? Văn minh ở chỗ nào vậy, không các bà văn minh ở chỗ nào vậy, tầm bậy tầm bạ.